Cảnh sát Hàn Quốc hôm 20 tháng 8 nói rằng một nhóm tinh tạc bị nghi ngờ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã nhắm mục tiêu vào một cuộc tập trận hàng Mỹ sắp diễn ra. Nhóm tinh tạc nói trên bị cho là có liên quan một nhóm Triều Tiên mà các nhà nghiên cứu gọi là Kim Suki và đã thực hiện vụ tấn công qua email tới các nhà thầu Hàn Quốc làm việc tại Trung tâm Mô phỏng Chiến tranh Tập trận Kết hợp Hàng Mỹ. Theo Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Cảnh sát tỉnh Sichuan, Nam Bu, theo các nhà nghiên cứu, Nhóm tin tặc Kim Suki từ lâu đã sử dụng email spam phishing để lừa các mục tiêu từ bỏ mật khẩu hoặc nhấp vào tệp đính kèm hoặc những liên kết tải phần mềm độc hại. Cảnh sát Hàn Quốc và quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra chung và tìm thấy địa chỉ IP được sử dụng trong nỗ lực tấn công mạng khớp với địa chỉ được xác định trong vụ tấn công năm 2014 chống lại cơ quan điều hành lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc. Theo cảnh sát Hàn Quốc, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng khi đó, Bình Nhưỡng đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong cuộc tấn công mạng. Thông tin về cuộc tấn công mạng mới được đưa ra một ngày trước khi các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận mùa hè kéo dài 11 ngày mang tên Uchi Freedom Guardian, tạm dịch người bảo vệ tự do Uchi. Cuộc tập trận này nhằm cải thiện khả năng đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ Triều Tiên, theo Reuters bình nhưỡng phản đối các cuộc tập trận như thế và nói rằng đó là sự chuẩn bị của mỹ và hàn quốc cho một cuộc xâm lược triều tiên